bố mẹ đã hết hồn chưa? Do đó khi bổ sung kẽm đầy đủ thì trẻ sẽ phát triển trí tuệ và hệ thần kinh, nhưng nếu thiếu kẽm thì trẻ sẽ chậm phát triển về chiều cao. Rồi, ở video này thì Tuấn thấy là cái hình ảnh mình lên chưa được đẹp lắm, nhân vật của mình có thể là ánh sáng hoặc là có nghĩa là ánh sáng không đủ này để mình xóa phông, hoặc là mình ngồi ở một cái vị trí mà cái phông background đằng sau nó quá phức tạp ấy, cho nên là khi mà đưa lên CapCut và mình xóa phông đi thì nó hơi bị lem nhem nhé và hơi nhạt nhòa. Ở đây thì chị có thể xem lại cái phần ánh sáng của mình. Tiếp theo đó là ví dụ như cái khúc mà bố mẹ đã hết hồn chưa thì mình có lẽ là nên cho một cái hiệu ứng âm thanh nó hơi chát lên một chút xíu thì có lẽ sẽ hay hơn. Ở đây mình lướt nhanh qua cái tình huống đó quá. Với những cái tình huống mà mình muốn gây gọi là bất ngờ cho khán giả thì mình nên là có một điểm dừng và có một cái hiệu ứng âm thanh nó vừa đủ. Ở đây thì nó hơi cũng chưa được bố mẹ đã hết hồn chưa? Do đó khi bổ sung kèm đầy đủ. Mình lướt qua quá nhanh cho nên người ta chưa có kịp là thấy được cái tình huống đó nó hơi hơi bất ngờ và mắc cười á. Cho nên là mình nên để ý chỗ này nhé. Ảnh hưởng trẻ hãy bị cáu gắt và rối loạn về tâm tính nhé. Điều này sẽ khiến bố mẹ gây quan. Phần âm thanh của chị Minh Thu ở trong video này thì khá là ồn. Không biết là chị có dùng mic thu âm không, nhưng mà mình nên cải thiện cái điều này nhé. Ok chị Minh Thu, làm video quá giỏi rồi cho nên là cũng không có gì để mà nhận xét nhiều. Chưa dùng mic, mình nên đầu tư mic nhé chị. Một chiếc mic như Tuấn đang đeo đây thì chỉ từ 600 mấy chục ngàn thôi, nó sẽ giúp cho mình lâu dài. Tiếp theo là tới bạn là Tuấn Thanh. Bạn này thì mấy lần trước là Tuấn cũng có sửa video cho bạn rồi, bạn gặp có cũng tương đối một số lỗi về bị ngược hình ảnh hoặc là cái phông chữ nó bị lỗi ấy. Thì lần này bạn có gửi video mới lên rồi để chúng ta cùng xem là bạn đã cải thiện được cái tình trạng này chưa nhé. Cha mẹ không cao nhưng con hoàn toàn có thể cao trên 1m7, đúng vậy. Còn ai muốn được sửa video thì gửi lên nhóm nhé. Đúng vậy các bạn, yếu tố di truyền rất quan trọng, tuy nhiên nó chỉ quyết định có 23% tới sự phát triển chiều cao của con. 77% còn lại là yếu tố dinh dưỡng, sự rèn luyện thân thể, các yếu tố môi trường xã hội, bệnh tật, giấc ngủ, v.v. Trong đó, yếu tố dinh dưỡng quyết định đến 32%. Vì vậy, muốn con cao khỏe rất đơn giản. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải nắm bắt được 3 giai đoạn vàng để con phát triển chiều cao. Đó là giai đoạn bào thai, giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi và giai đoạn dậy thì. Để tập trung bổ sung dinh dưỡng cho con, xin giới thiệu sản phẩm Midomena Q7 180mg với 5 dưỡng chất chính là canxi, vitamin D3, vitamin K2, magie, arginine, tác động trực tiếp làm tăng chiều cao của con. Midomena Q7 180mg với những tính năng nổi bật như sau. Thứ nhất là bổ sung vitamin K2 với hàm lượng cao. Ở đây thì trong video này bạn Tuấn Thanh đã cải thiện được cái chữ bị ngược rồi á. Thì mọi người thấy là bạn đã lật cái hộp này cho chữ nó xuôi và mình đã đọc được rồi. Thế nhưng mà bạn vẫn mắc phải cái lỗi là phông chữ. Ở đây mình đang chọn cái, mình chưa chọn phông cho nên là nó đang bị lỗi. Cái này mình vào chọn lại phông nhé. Tiếp theo là tới phần nhạc nền thì trong cái video này bạn chọn nhạc nền có vẻ chưa được hợp lý lắm. Tuấn thấy cái video, cái nhạc nền này nó phù hợp với cả du bé ngủ hơn là một cái video mình chia sẻ kiến thức. Cả nhà mình thấy thế nào, mình cùng nhận xét lên trên khung chat nhé, để cho bạn Tuấn Thanh bạn sẽ rút kinh nghiệm, cũng như là bản thân anh chị em chúng ta cũng sẽ từ những cái lỗi này chúng ta có thể là rút kinh nghiệm cho bản thân mình nữa ha.
Rồi còn một cái lỗi nữa Tuấn thấy là bạn sử dụng bị hơi lạm dụng cái mẫu văn bản này quá, từ đầu đến cuối gần như là bạn chỉ sử dụng mỗi một cái mẫu này thôi ấy, thì nó hơi bị nhàm chán. Ok, bạn Tuấn Thanh nhé, đây này, bạn sử dụng cái mẫu này Tuấn thấy sử dụng lặp đi lặp lại khá là nhiều lần ấy. Thì như vậy là nó sẽ gây là nhàm chán cho người xem với một cái video hơn 1 phút như này đó. Và mình xem đoạn kết nhé. Thứ tư là đặc biệt giúp mẹ bầu bổ sung canxi trong giai đoạn thai kỳ và giúp con cao ngay trong bụng mẹ. À, cái kết của bạn hơi bị hụt hẫng, mọi người có thấy thế không? Bạn đang nói mà tắt bụp cái là gần như là chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Thì bạn Tuấn Thanh nghiên cứu để mình sẽ làm thêm một cái outro, một giống như của chị Minh Thu lúc nãy. À, nó sẽ vừa là cái PR thương hiệu cho mình và vừa là một cái kết để giúp cho một cái video nó trở nên hoàn hảo hơn. À, mình không nên kết thúc theo một cách đột ngột như này á. Sẽ là gây cái hụt hẫng cho người xem nhé. Đây này, cái lỗi phông chữ ở đây là hiển thị rõ ràng nhất, đúng không? Bạn Tuấn Thanh thấy chưa? À, trong CapCut nó có rất là nhiều các cái mẫu văn bản đẹp để mình lựa chọn. Thì ở đây bạn lựa chọn cái này nó cũng không được đẹp cho lắm. Ok. Mình chọn lại nhạc nền. Thứ hai là mình xem lại phông chữ, tạo thêm outro nhé. Nói chung là lần này là đã tiến bộ hơn lần trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo xem là còn ai không. À đây có bạn Vi này thì làm video khá là tốt. Chào cả nhà, lại là em Vi, thần tượng của các em nhỏ đây. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà một chủ đề rất là thú vị, đó là sai lầm kịch độc mà ba mẹ hay mắc phải. Có phải khi các anh chị nói chuyện với con thì các anh chị sẽ dùng những câu như thế này: con phải dậy sớm, con phải dọn dẹp đồ chơi, con phải ngủ sớm. Những cái từ phải nó liên tiếp trong ngày. Các anh chị thử nghĩ xem, khi vợ hoặc chồng của các anh chị nói như thế này: em phải dậy sớm, anh phải dậy sớm, em phải dọn dẹp, em phải nấu ăn đi, anh phải giặt đồ, anh phải rửa chén, thì các anh chị sẽ nghĩ như thế nào? Đó là những câu ra lệnh, câu bắt buộc, và các anh chị có làm theo không? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp, chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Các anh chị hãy đặt bản thân mình vào tình huống của con để cảm nhận nhé. Có một số bé thì sẽ chịu làm theo, nhưng với vẻ mặt rất là miễn cưỡng, rất là khó chịu. Và cũng có một số trẻ rất là cá tính mà sẽ bật lại luôn: sao mẹ nói nhiều quá. Đó là lý do tại sao chúng ta nên thay đổi ngôn từ khi nói chuyện với con của mình. Thay vì dùng các từ bắt buộc, chúng ta có thể sử dụng các từ nên. Ví dụ như là: con nên dậy sớm, con nên dọn dẹp đồ chơi, con nên ngăn nắp. Điều này sẽ giúp cho con hiểu được lý do tại sao nên làm những cái việc đó và có động lực hơn để thực hiện. Nếu con không hiểu và không làm theo được những cái ngôn từ này trong cái giai đoạn ban đầu, thì chúng ta có thể sử dụng các câu chuyện để giải thích cho con hiểu rõ hơn. Ví dụ như là kể chuyện về siêu nhân và cách anh siêu nhân giữ gìn sức khỏe bằng cái cách là ngủ đủ giấc và có những thói quen tốt. Ngoài ra, chúng ta có thể trải nghiệm cùng con những video để con có thể hiểu rõ hơn về những bài học quan trọng như là dậy sớm và ngăn nắp. Nuôi dạy con là một quá trình dài cần lặp đi lặp lại nhiều lần để con hiểu và thực hiện tốt. Vì vậy, hãy sử dụng những ngôn từ đúng cách và tạo ra những bài học thú vị để giúp cho con phát triển tốt nhất có thể các anh chị nha. Chúc các anh chị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và nuôi con thành công. Hãy follow Nguyễn Vi để cập nhật thêm những thông tin hữu ích nhé. Tỷ lệ 3-4 này thích hợp cho post bài Facebook. À, với những video này thì Tuấn có một cái đề xuất, tức là mọi người nên sử dụng cái tỷ lệ 9-16. 9-16 của mình có thể chia nó ra thành hai dự án nhé. Một cái dự án này ok rồi để post bài Facebook, còn một cái dự án mình sẽ thay đổi cái tỷ lệ nó sang 9-16 để mình có thể tận dụng cái video này mình đăng sang các cái nền tảng như là TikTok, hay là mình sẽ đăng lên cả Facebook Reel nữa.
Facebook Reel thì nó giới hạn là chỉ trong là 1 phút 30 giây thôi, thì mình cố gắng làm sao có thể là cho tốc độ nó nhanh lên chút xíu, 1.1, 1.2 thì nó sẽ rất là vừa phải. Ok không? Nó không quá nhanh. Mình chưa thấy cái lỗi nào đáng kể ở trong cái video này của bạn Nguyễn Vinh. Bài này xứng đáng mấy điểm các anh chị? Chúng ta cùng chấm điểm đi. À đây có cái đoạn kết này thì bạn Tuấn Thanh nhá, mình để ý này, bạn Nguyễn Vi bạn kết rất là tự nhiên. Trước khi mình có cái outro để mình gây dựng thương hiệu cá nhân đúng không? Mình sẽ có những cái lời kêu gọi hãy follow Vi để nhận thêm nhiều cái thông tin hữu ích. Đó. Thì nó tạo nên một cái video hoàn hảo cho mình đúng không ạ? Có cái lời kêu gọi. Thông tin hữu ích nhé. Chào các Ok, video này thì Tuấn không còn gì để nói nữa rồi. Tiếp theo nhé, 8,5. 9 điểm. Ok, với một người mà không chuyên nghiệp như anh chị em chúng ta thì chào các bạn, lại là Tuyến video này đây. cũng là Hôm nay mình sẽ đấy. chia sẻ một số bí quyết để trẻ hết biếng ăn và ăn ngon miệng mỗi ngày. Khi điều trị biếng ăn cho trẻ thì có nhiều biện pháp đúng không ạ? Nhưng quan trọng là phải xác định đúng tình trạng biếng ăn trẻ gặp phải và có hướng can thiệp đúng cách. Một số lời khuyên của chuyên gia giúp cải thiện biếng ăn cho trẻ một cách hiệu quả. Thứ nhất, đó là ăn dặm đúng độ tuổi. Ăn dặm từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ một loại thực phẩm cho đến nhiều loại thực phẩm và tập ăn luôn cả xác thực phẩm, tạo cho trẻ có niềm vui và sự thoải mái trong ăn uống, cho trẻ có sự lựa chọn thức ăn, tôn trọng khẩu vị của trẻ và không cách ly trẻ ra khỏi bữa ăn của gia đình. Không đe dọa hay tạo ra hình phạt cho trẻ khi ăn uống. Biếng ăn từ 1 tuần trở nên thì ba mẹ có thể bổ sung các sản phẩm hỗ trợ để cải thiện ăn ngon, tăng cường bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng cho trẻ. Và hôm nay Tuyến xin chia sẻ cho ba mẹ một sản phẩm, đó là ống uống dinh dưỡng Medgo. Medgo là sự kết hợp hoàn hảo giữa 7 thành phần riêng biệt, đó là yến xào, wellmun, kẽm, bộ ba canxi, D2K3 và chất xơ hòa tan. Đó là bộ 7 hoàn chỉnh để giúp bé ăn ngon, cải thiện được chiều cao và tăng cường sức đề kháng. Video của Tuyến hôm nay đến đây là hết rồi. Rất hy vọng video này sẽ mang lại nhiều hữu ích cho các mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những video tiếp theo. Video này của bạn Nguyễn Tuyến khá là hay. Bạn này có ngoại hình dễ nhìn đúng không? Ánh sáng và phông nền cũng khá rồi. Cái phông thì Tuấn thấy nó đang hơi bị mờ, có lẽ do bạn phóng hơi to để cho nó vừa cái tỷ lệ khung hình ấy. Mình chú ý tải cái hình nhé. Khi chúng ta tải hình thì chúng ta sẽ lên Google để search những cái hình background đúng không? Nhưng mà chúng ta nên tích vào cái trang nguồn của nó để ra một cái hình tỷ lệ gốc, sau đó chúng ta mới tải về. Thì chúng ta đừng có tải ở cái hình thu nhỏ mà ở cái danh sách hình nhé. Thì như vậy là cái hình nó chất lượng nó rất là kém. Bạn này thì nói chung làm video cũng khá là ổn rồi. Hồi nãy Tuấn thấy một cái lỗi ở đâu nhỉ? Để Cho trẻ. xem Và hôm nay Tuấn xin chia sẻ cho ba mẹ một sản phẩm, đó là À đây. Bạn gặp phải một cái lỗi là hình như có một đoạn này bạn 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 đang lật cái video của bạn lại hay sao, hay là cố tình bạn làm như vậy thì không biết, nhưng mà cái hiệu ứng này nó gây nó không mang lại cái kết quả tốt đâu, có nghĩa là nó sẽ gây khó chịu cho người xem. Mình đang quay một hướng, bây giờ mình lại quay trở lại một hướng khác. À đây này, đâu ta, mình không nên nhảy nhót quá nhiều trong cái khung hình nhé anh chị em, thì nó sẽ gây cái hiệu ứng không tốt. ăn ngon, tăng cường bổ sung thêm vi chất dinh dưỡng cho trẻ. Và hôm nay Tuyến xin chia sẻ cho ba mẹ một sản phẩm, đó là ống uống dinh dưỡng Medgo. Cái đoạn này có vẻ như là bạn Tuyến lồng tiếng lại đúng không? Đúng rồi. Trên cả cái video thì bạn lấy cái tiếng gốc khi mà bạn quay, nhưng mà có một đoạn này chắc có thể là bạn quên không thu âm cái lời hay sao ấy. Thì
khi bạn thu âm lại thì cái tiếng nó không đồng bộ, nghe giọng âm âm giọng nó sẽ khác. Thì cái này lỗi nhỏ thôi, nói chung là nó cũng không có phải là cái lỗi gì quá lớn. Hoặc là bạn cũng có thể tắt tiếng toàn bộ video và mình thu âm lại cho nó đồng bộ. Ở đây thì bạn đã chọn được cái hình sản phẩm đã xóa phông rồi ấy. Một số anh chị em là vẫn để cái nền trắng ở đây, nhìn nó khá là khó chịu ấy, nó không được đẹp nhá. Mọi người chú ý là mình đưa sản phẩm vào trong CapCut thì mình phải chọn cái hình ảnh nó đã xóa phông rồi, hoặc là mình phải xóa thủ công á, thì nó hơi mất thời gian thôi nhá, thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, ở đây còn lụa là xa hoa, à ở đây là những cái video em ngọc ngà, em chót đêm lòng thương anh mặc bao khó khăn, còn anh thương em sắc son chỉ một lòng, anh ước sẽ cùng em bước qua công dân. Này vẫn bị ngược chữ nhá, bạn này bạn Vũ Thủy đúng không? Bạn nên lật cái video lại để người ta sẽ dễ đọc cái tên sản phẩm của mình hơn. Video này tỷ lệ 1:1. Nói chung video ngắn mà để tương tác ấy, thì chúng ta nên để tỷ lệ 9:16. Tôi nghĩ là hợp lý hơn. Bởi vì chúng ta thường đăng lên bảng tin 24 giờ này, đăng lên Facebook Reel đúng không? Đăng lên TikTok. Thì như vậy là cái tỷ lệ 1:1 này nó lại không hợp lý lắm. Mình nên để 9:16 full màn hình đi. Nguyên nhân hậu quả biếng ăn ở trẻ. Biếng ăn có thể xuất phát từ muôn vàn những nguyên nhân khác nhau, nhưng kết quả chỉ có một mà thôi, đó là bố mẹ luôn phải đau đầu với tình trạng của. Cái này mình có thể tăng âm lượng của clip gốc lên chút xíu nhé. Thấy tiếng đang có vẻ hơi bé, mọi người có thấy thế không? Một là mình tăng tiếng lên, nhưng mà hiện tại là Tuấn thấy là cái âm thanh nó khá là ồn. Thì ở trong CapCut á, mọi người chắc không để ý, chứ ở trong CapCut là thực tế là nó cũng có cái chức năng là giảm tiếng ồn đó. Nếu mà mình chưa có điều kiện để mình mua mic thu âm thì nếu mà mình nghe cảm giác nó hơi ồn thì mình có thể dùng cái chức năng này. Tất nhiên là nó không thể loại bỏ được hoàn toàn tiếng ồn cho mình, và nó gây cái hiệu ứng là tiếng của mình nó không được tự nhiên cho lắm. Nhưng mà ít nhất thì nó cũng cải thiện được phần nào cái tiếng ồn trong cái video của mình nhé. Lát nữa Tuấn sẽ chỉ là cái chức năng đó nó nằm ở đâu. Trong cái phần âm thanh thôi. Chị Thủy ơi, bé nhà em 4 tuổi 16 cân, kén ăn cực kỳ. Thế sao nuôi con mà kén ăn dữ vậy? Có khi nào nấu ăn dở quá rồi không? Cái tỷ lệ mình có thể là nhân đôi cái dự án lên và mình thay đổi cái tỷ lệ. Một cái video mình có thể thay đổi thành hai cái tỷ lệ khác nhau để mình đăng trên hai nền tảng khác nhau nhé. Bạn Minh Thu. Nó ở trong dự án thì mình sẽ không, khi mình xuất ra nó sẽ không bị cái chất lượng nó không bị giảm. Chứ còn nếu mà mình lấy lại cái clip mà tỷ lệ 3:4 khi nãy mình lại đưa vào CapCut và mình thay đổi tỷ lệ thì nó sẽ bị thành ra xuất ra thành hai lần á, thì cái chất lượng video nó sẽ giảm nhé. Hay mình đổi món đi, đừng cho nó ăn cháo ăn cơm như bình thường nữa. Ngày mai quất luôn con tôm hùm thử. Với những cái video này thì bạn Vũ Thủy quay buổi đêm à? Chắc là đợi cả nhà đi ngủ hết xong rồi ra ngoài sân ngồi để quay video à? Mình nên chọn một cái góc nào mà chỉ có tường trắng thôi chẳng hạn, và ánh sáng nó phải đủ để cho mình xóa phông. Hoặc là nó, kể cả mình không xóa phông thì cái phông nền nó cũng không quá là nó tối như thế này ấy. Ha. Và khi những cái hình ảnh mà minh họa nó bay ra, mình sẽ nên là cho thêm một cái hiệu ứng đi kèm, hiệu ứng âm thanh ấy, thì nó sẽ hay hơn. Ở đây thì bạn chưa có cái hiệu ứng âm thanh. Xem sao, 4 tuổi ăn ngon lành rồi, quất thêm con cua hoàng đế coi thì xem nào.
nếu mà nó không ăn nữa thì tôi chỉ... Đó, ví dụ như khi mà con cua hoàng đế này bay ra thì bạn đã có cho một cái âm thanh là tiếng cười vào đúng không? Thì ở đoạn trước cũng như vậy, mình cho một tiếng tinh hay là tiếng chuông thôi. Nó sẽ... hay là tiếng đúng sai đó, correct, rồi là... ở trong cấp cắt nó có hết những cái hiệu ứng âm thanh đó. Anh chị em chúng ta cứ sử dụng nhé, bởi vì nó miễn phí. Chỉ cho dùng ống uống dinh dưỡng NetGo này, liệu trình 3 tháng cho tôi nha. Còn bà cái gì nó cũng ăn và cái gì nó cũng thèm ăn hết. Nếu sau 3 tháng nó không ăn thì mình coi lại tay nghề mình nấu thử xem sao. Có khi nào mình nấu dở quá rồi không? Kêu ông chồng nấu giùm cho. Nếu ông chồng không biết nấu thì nhờ ông hàng xóm nấu giùm đổi tay xem sao nhá. Chứ uống cái này mà không chịu ăn. Thôi, vợ chồng cứ vui chơi đi. Còn con để cho tôi lo nhá. Rồi, có outro. Vũ Thủy để ý nhá. Về phần ánh sáng thông nền và âm thanh của clip gốc thì mình cũng nên lụa la sao. Chị Thủy ơi, bé nhà em 4 tuổi 16 cân kén ăn. Sẽ ở phía trên này Tuấn thấy cũng khá nhiều video. Rồi, một số video như vậy thì chúng ta đã hình dung được là những cái qua những cái bài học vừa qua thì là Tuấn thấy là khá là nhiều anh chị em là chúng ta đã nắm bắt được cái kiến thức để chúng ta tạo nên những cái video marketing khá là tốt rồi. Thế thì ngày hôm nay còn một cái kiến thức nó tổng quan hơn một chút xíu thì Tuấn muốn chia sẻ lại cho các anh chị em, cũng coi như là món quà để tặng cho mọi người trong cái buổi cuối cùng trong cái chuỗi làm video marketing từ A tới Z này. Mặc dù nó chưa phải là tất cả những cái kiến thức mà Tuấn muốn gửi tặng tới tất cả mọi người đâu, nó còn rất là nhiều các cái kiến thức chuyên sâu khác. Thì cũng ban tổ chức thì có lẽ là chắc sẽ câu lệnh để dùng cho ChatGPT này, hay là những cái 168 bộ tiêu đề mà chúng ta chỉ việc là điền vào chỗ trống thôi, bộ tiêu đề là hút view á. Rồi tiếp theo đó là những cái gì, những cái hiệu ứng video tiếng cười chẳng hạn, giống như là tôi năm nay 70 tuổi khi nãy của bạn Vi đó, thì cũng có cả một kho cho anh chị em chúng ta tha hồ sử dụng miễn phí luôn. Vũ Thủy nhắn cho mọi người nhé, đừng nhắn tin riêng, mọi người không nhìn thấy đâu em. Cảm ơn à. Ừ, rồi ok, không sao. Thì ngày hôm nay đây Tuấn sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết khác nữa để mình tạo ra được một cái video 8 bước để chúng ta tạo ra một cái video marketing triệu view nhé. Chúng ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để đón nhận cái món quà này chưa? Cái này thì ok, cảm ơn chị Phương. Không biết là mọi người đã nghe thấy mind map chưa nhỉ? Chưa nghe. Chưa nghe thì mọi người nên tìm hiểu đi. Mind map là một cái khá là hay. Là tóm lại nó là một cái bản đồ á, giống như là một cái bản đồ tóm tắt một cái ý tưởng hay là một cái chương trình, một cái kiến thức tổng quan mà mình học được ở đâu đó, thì chúng ta sẽ gom nó vào một cái mind map. Nó sẽ rất là dễ hiểu và chúng ta khi nhìn lại, chúng ta sẽ rất dễ dàng để mình ôn lại được cái kiến thức đó và mình áp dụng vào thực tế nhé. Rồi, thì Tuấn sẽ show cho mọi người xem luôn là cái mind map mà Tuấn hay sử dụng là cái gì. Đây, ở đây thì Tuấn đã viết ra là 8 bước
tạo ra kịch bản triệu view này, kịch bản content triệu view. Đó. Thì để phóng to cho mọi người dễ nhìn chút xíu nhé. Cái này áp dụng cho mọi trường hợp, mọi cái sản phẩm nhé. Mọi người cứ áp dụng vào. Và khi mà mình làm theo những cái bước này thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ cho ra được những cái nội dung của video cực kỳ là chất lượng. Ở trong một cái yếu tố làm nên cái sự thành công của video á, thì yếu tố quan trọng nhất nó là content. Như hôm trước Tuấn có chia sẻ đó, content is the king. Có nghĩa là cái content nó là vua. Vì vậy mà chúng ta bắt buộc trước khi mà nhấc máy lên để chúng ta quay một cái kịch bản nào đó thì chúng ta đã phải có cái nội dung là hút view rồi thì chúng ta mới quay nhé. Nếu không thì nó cái nội dung mà nó không hay thì chúng ta có quay đẹp cỡ mấy, chúng ta có chỉnh sửa pro cỡ mấy thì nó cũng không mang lại nhiều hiệu quả đâu. Bước đầu tiên là chúng ta hãy xác định khách hàng mà chúng ta hướng tới là ai, thật cụ thể rõ ràng nhé. Càng cụ thể rõ ràng bao nhiêu thì chúng ta càng đánh đúng vào cái đối tượng, cái tệp khách hàng tiềm năng đó. Và mục đích cuối cùng của chúng ta làm lên một cái video cũng chỉ để cái đối tượng khách hàng mục tiêu đó xem thôi, có phải không ạ? Vì vậy là chúng ta phải xác định họ là ai này, họ bao nhiêu tuổi, rồi nghề nghiệp, vị trí, thói quen, vân vân vân. Tức là có thể là những cái yếu tố khác nữa, ví dụ như là họ đặc thù nghề nghiệp của họ là cái nghề gì. Và như vậy thì chúng ta có thể suy ra rằng là thời gian rảnh, thời gian lướt web, lướt Facebook, TikTok của họ là khung giờ khoảng mấy giờ. Thì sau này chúng ta đăng bài lên, chúng ta cũng chọn những cái khung giờ đó, chứ không phải chúng ta đăng theo những cái khung giờ chuẩn. Không có một cái khung giờ nào chuẩn hết, mà khung giờ vàng phụ thuộc vào khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai. Ví dụ như đối tượng mẹ bỉm đi, thì có phải là những mẹ bỉm thường hay lên Facebook, TikTok những khi mà em bé ngủ không? Tranh thủ những lúc em bé ngủ đó. Còn những cái khung giờ như là 6, 7 giờ sáng thì rất là bận. 6, 7 giờ sáng hay là 4, 5 giờ chiều thì cực kỳ là bận. Với những cái đối tượng khác thì có thể là khung giờ đó là khung giờ vàng để mình đăng bài. Nhưng với khung giờ mẹ bỉm thì chúng ta không nên đăng bài giờ đó nhé. Đó. Bước thứ hai, chúng ta hãy xác định cái điểm G. Cái điểm G này là gì? Cái điểm mà khách hàng thích xem nhất, thích nghe nhất và nhiều người quan tâm nhất. Lát nữa sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhé. Chúng ta cứ ghi chép lại hoặc là chụp cái màn hình lại để chúng ta nhớ đã. Bước thứ ba là chúng ta định vị và đánh giá cái nguồn lực của bản thân mình đi. Thứ nhất là về mặt con người thì chúng ta biết mình là ai rồi đúng không? Biết mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là cái gì? Cái nguồn lực. Cái nguồn lực thì nó liên quan tới ekip và trang thiết bị. Ví dụ ekip của chúng ta có mấy người? Nếu một người thì chúng ta sẽ làm video kiểu một người. Còn hai người trở lên, ba người thì chúng ta sẽ làm những cái video có nội dung khác, đúng không? Rồi trang thiết bị chúng ta có những cái gì? Âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ. Nếu mà đầy đủ hết trang phục, đạo cụ thì chúng ta có thể tạo nên những cái clip giống như là đóng vai, đóng kịch, đúng không? Thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi về mặt thời gian thì chúng ta có bao nhiêu thời gian để dành cho cái dự án video này. Chúng ta sẽ mất thời gian để lên kịch bản, để quay video, để chỉnh sửa, cũng như là cái vận hành kênh này này thì chưa nói tới nhé. Cái này thì có thể là khi mà chúng ta có TikTok Shop hay là Shopee, Lazada, những cái đó thì nó không được không liên quan tới lắm. Nhưng mà cái TikTok Shop ấy, nếu sau này mà chúng ta đăng bài trên TikTok để chúng ta kéo view cũng như là để bán hàng trên TikTok thì chúng ta cần phải nghĩ tới cái yếu tố vận hành kênh này nhé. Rồi cái bước thứ tư là thiết lập nội dung.
Cái này là đúc kết của Tuấn qua rất là nhiều các cái khóa học cũng như là những người thầy, và lấy của mỗi người thầy một chút xíu, chứ cũng không hẳn là mình bê của một thầy mà đã ra được cái mind map này đâu nhé. Cái bước thiết lập nội dung này thì nó nói chung là nó sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên thì chúng ta, cái video đầu tiên là chúng ta phải liên quan tới cái tệp khách hàng mục tiêu đã, đúng không? Liên quan, cái nội dung nó phải liên quan và nó đánh trực tiếp vào cái tệp khách hàng mục tiêu của chúng ta. Thì nó có những cái yếu tố như là hữu ích, video hữu ích hay là video cảm động, những cái như là làm cho đối tượng khách hàng mục tiêu phải wow lên, đẹp quá, xấu quá hay là hay quá, dở quá chẳng hạn. Dở quá cũng là một cách để mình làm video nhé. Ví dụ gần đây thì có một chú thợ xây, đúng không, rất là nổi tiếng trên TikTok, là chú có những cái điệu nhảy cực kỳ là hài hước, hai vợ chồng luôn đó. Thì đó cũng là một cách để chúng ta tạo nên một cái viral cho video. Yếu tố hài hước hay là mình lồng ghép cái yếu tố người nổi tiếng vào. Cái bước thứ hai tức là chúng ta sẽ theo chuỗi nhé, chuỗi video. Thì cái chuỗi đầu tiên chúng ta nên làm là nó phải liên quan tới khách hàng mục tiêu. Cái chuỗi thứ hai là chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tin bằng những cách là chúng ta tạo ra những cái video chia sẻ về chuyên môn này, hay là tư vấn, hướng dẫn, đánh giá chất lượng. Thì giống như cái video của bạn gì đó, bạn Vi khi nãy, đúng không, là những cái video mang tính chất là mình chia sẻ giá trị, mặc dù là nó không phải là mình không tự nhận mình là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, hay là mình là bác sĩ, giáo sư, hay là chuyên gia dinh dưỡng, hay là chuyên gia tâm lý học, đúng không, nhưng chúng ta vẫn có thể là bằng cái góc nhìn cá nhân của chúng ta mà chúng ta làm nên những cái video mang tính là chia sẻ giá trị như vậy đó. Bước đầu tiên chúng ta đã hút rồi, bước thứ hai là chúng ta sẽ dẫn dắt khách hàng, đúng không, và sắp tới cái giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn chốt. Hoặc là trong một cái video chúng ta cũng có thể chia làm 3 cái phần như này, đúng không? Bước đầu là chúng ta sẽ hút hút view đã, sau đó là chúng ta chia sẻ giá trị, bước cuối cùng chúng ta mới chốt bằng những cái ưu đãi hay là tặng quà này, hoặc là chúng ta trong livestream thì chúng ta cũng có thể là chốt bằng những cái ưu đãi tặng quà, hoặc là những cái content khi mà đăng bài lên thì ngoài video ra chúng ta sẽ có cái content đi kèm nữa, đúng không? Thì nó cũng là một trong những yếu tố. Rồi cái điểm T là một số cái T như sau: tại sao khách hàng phải dùng nó, chúng ta phải tự đặt câu hỏi nhé, tại sao khách hàng phải dùng nó. Phóng to lên chút xíu nữa. Cái T thứ hai là tại sao phải mua của bạn. Trong vô vàn những người bán ngoài kia thì bạn có cái gì mà tôi phải mua của bạn, đúng không? Thì giống như bạn Vi khi nãy, nếu như Tuấn mua hàng của bạn là vì bạn rất là thứ nhất là bạn có kiến thức, đúng không? Thứ hai là bạn rất là hài hước. Hài hước là cũng là một yếu tố để khách hàng có thể tin tưởng cho chúng ta nhé. Phải vui vẻ hoạt động, hài hước. Rồi, và cái bước thứ, cái T thứ ba đó là tại sao phải mua ngay bây giờ, bằng những cái chương trình ví dụ như là mua 5 tặng 1, đúng không, mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3, mua 9 tặng 4 chẳng hạn, thì rất là nhiều cái tại sao phải mua ngay bây giờ. Hay là hãy cải thiện, hay là hãy cho con bạn dùng ngay từ hôm nay để tránh phải hối hận chẳng hạn. Đó là những cái câu kêu gọi tại sao phải mua bây giờ. Thì mình nên đặt câu hỏi mua bằng cách nào, vào giỏ hàng hoặc là inbox trực tiếp cho Vi chẳng hạn, đúng không? Bước thứ 6, cái công thức đây, công thức viết content quảng cáo. Thì ở đây á, nó có mấy cái như này, thì Tuấn chỉ làm thị phạm ra như vậy thôi. Có nghĩa là cái yếu tố quan trọng nhất là chúng ta phải thu hút ngay trong 5 giây đầu. Nếu như mà trong 5 giây đầu mà chúng ta không tạo nên một cái ấn tượng
cho khách hàng mục tiêu thì việc gì sẽ xảy ra 3 đến 5 giây đầu thôi, mà họ không có hứng thú nữa thì chắc chắn là họ sẽ lướt, đúng không ạ? Giống như một cái thói quen chúng ta lướt TikTok hay là lướt cái Reel Facebook ấy. Những cái nào mà cảm giác trong vài giây đầu chúng ta không muốn là chúng ta sẽ lướt ngay. Như vậy là chúng ta sẽ phải thu hút 3 đến 5 giây đầu bằng những cái như là hình ảnh ấn tượng, rồi là hành động ấn tượng. Chắc chắn là chúng ta lên TikTok hay là Facebook Reel thì chúng ta sẽ rất hay bắt gặp những cái video kiểu như là có những hành động mạnh này, bạo lực hay là quát tháo ở trong những giây đầu. Ngay đầu tiên thì họ đã tạo ra những cái sốc như vậy rồi để giữ chân người xem, đúng không? Rồi những cái hành động gây hiểu lầm chẳng hạn. Hành động gây hiểu lầm cụ thể giống như là hai người đang, giống như là mình đang đi qua một căn phòng, đúng không? Mà mình lại nghe thấy ở trong phòng có hai người đang nói chuyện với nhau là như thế nào nhỉ? Tự dưng Tuấn quên mất cái câu chuyện đó rồi. Đại khái là nó, mình nghe thì mình hiểu lầm sang một cái câu chuyện nó khác, nhưng mà khi mình vào hẳn căn phòng ấy thì mình mới thấy là câu chuyện nó không phải là như mình nghĩ, thì nó là những cái hành động gây hiểu lầm nhé. Rồi hành động gây khó hiểu hay là mang tính vui vẻ tích cực, chúng ta cũng có thể gây ấn tượng bằng hình ảnh, giống như là thu hút bằng màu sắc. Thì theo mà nghiên cứu ấy, những cái màu sắc thì nó tùy theo cái chủ đề về video của chúng ta, đúng không? Ví dụ chủ đề về trẻ em thì thường là những cái màu sắc mạnh, ví dụ như màu xanh, màu đỏ, màu vàng rất hay được sử dụng. Những cái video mà về trẻ con ấy, mọi người có thấy rằng là những cái kênh lớn ở ở nước ngoài ấy, họ cũng hay sử dụng những cái màu 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 mạnh như vậy không? Để họ thu hút cái ánh nhìn của trẻ con ngay từ những cái giây đầu tiên. Rồi, rất xấu rất đẹp cũng là một xu hướng. Mình không nên bình thường nhé. Mình phải rất đẹp hoặc là mình phải rất xấu. Rất đẹp bằng cách là mình chọn những cái filter, đúng không? Ở trong Wuta Cam chẳng hạn. Thì nó sẽ biến mình thành những người khác hoàn toàn luôn, rất là đẹp, trang điểm. Hoặc là rất xấu thì chúng ta có thể cải trang thành một nhân vật nào đó, thị màu hay gì đó, thì gần đây cũng đang rất là trend. Rồi đánh thẳng vào, trực tiếp vào nỗi đau của khách hàng, đúng không? Đấy, thì mình sẽ nói sâu vào trong những cái tình huống cụ thể, hay là mình lồng ghép cái yếu tố người nổi tiếng vào, hoặc là những cái yếu tố lạ lùng chẳng hạn, hay là kích thích giác quan. Kích thích giác quan thì những cái video mà về ẩm thực ấy, họ rất hay sử dụng. Họ có những cái mic mà bắt tiếng cực kỳ nhạy, và khi mà họ nhai ấy, tiếng sột 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 sột, nó làm cho mình hưng phấn rất là nhiều, đúng không? Cái người xem ấy, họ rất là hưng phấn luôn. Nghe chỉ nghe những tiếng đó thôi là mình bị giống như là bị cuốn theo cái video mà mình không thể rời mắt ra được. Hay là mình có thể so sánh sản phẩm của mình với những cái sản phẩm trên thị trường chẳng hạn, nhưng mà cũng không nên là nói thẳng ra là so sánh với cái thương hiệu nào nhé, nó sẽ vi phạm cái nguyên tắc về thương hiệu của người ta nhé. Rồi cái bước cuối cùng đúng là chúng ta sẽ có những cái tiêu chí nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây là gì? Chúng ta sẽ đi tham khảo ở trên các cái trang mạng. Bởi vì là Tuấn chia sẻ với anh chị em ở đây rằng là chúng ta không thể nào mà chúng ta hàng ngày đều nghĩ ra những cái ý tưởng mới cho những cái video được, mà chúng ta phải đi tham khảo. Có thể chúng ta sẽ lướt TikTok và chúng ta thấy những cái ý tưởng này nó không thuộc cái lĩnh vực mà chúng ta đang định làm video, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái tình huống này nó có thể áp dụng cho cái sản phẩm của mình được, và mình đem về mình xào nấu nó lên, mình biến nó thành cái ý tưởng của mình, thì cái đó xã hội không ai cấm nhé. Nó là một cái chuyện rất là bình thường. Bất kỳ một cái ý tưởng hay nào nó cũng xuất phát từ một cái ý tưởng nào đó, chứ nó 99% thôi, còn 1% là những người người ta nghĩ ra ý tưởng, thì những cái đó là cực kỳ hiếm. Ok không ạ? Thì những cái chủ đề nó sẽ chia thành 12 cái
chủ đề khác nhau như thế này. Chúng ta nên tham khảo, ví dụ trước khi mà chúng ta đi tìm kiếm nguyên liệu thì chúng ta nên xác định rõ trong đầu là chúng ta sẽ tìm cái tiêu chí gì. Thì nó sẽ dễ dàng hơn khi mà bắt gặp một cái video như vậy thì chắc chắn nó phải nằm một trong 12 cái tiêu chí này. Ví dụ như là cái tình trạng mà nhiều người gặp phải, đúng không? Ví dụ bị bom hàng hay là bị con biếng ăn thì rất hay nhiều người gặp phải. Hay là tình trạng là cho con coi điện thoại khi mà dùng bữa chẳng hạn, thì cái đó thì rất là nhiều ba mẹ gặp phải, đúng không? Đó. Rồi là chủ đề người nổi tiếng. Ví dụ như là mình không nói thẳng là người nổi tiếng này đang dùng sản phẩm của tôi chẳng, nhưng mà mình thấy rằng là mình có thể là đưa vào cái đầu clip của mình một cách khéo léo rằng là Mỹ Tâm đang dùng mỹ phẩm của hãng gì chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ phân tích là Mỹ Tâm đang dùng của hãng Yove chẳng hạn, và từ đó mình dẫn dắt cái câu chuyện là ở Dropy cũng có sản phẩm là Yome, đúng không? Cho dù bây giờ có thể là không còn trên kệ nữa, thì chúng ta có thể lái sang những cái sản phẩm khác thì nó cũng có những cái chức năng và những cái ưu điểm tương đồng, thì chúng ta cũng có thể tạo nên thành một cái clip như vậy. Rồi những câu nói của người nổi tiếng mình có thể lồng ghép vào. Rồi những cái tranh cãi, những cái tình huống gây tranh cãi, ví dụ như là gì ta? Ok, lát nữa thì Tuấn sẽ có cái kịch bản gọi là thị phạm cho anh chị em nhé, những cái tình huống gây tranh cãi hay là bóc phốt. Rồi những cái trending thì nó có nhiều cái, ví dụ như nhạc đang trend này hay là những cái drama đang trend, thì mình có thể lấy để mình làm cái nguyên liệu cho video của mình. Rồi cái này thì với một người đi kinh doanh thì chúng ta có lồng ghép thì chúng ta nên khéo léo chút xíu nhé, thì cũng có những tình huống chúng ta sử dụng được, nhưng mà ví dụ như là về sâm chẳng hạn, thì hôm trước có những cái kịch bản là yếu sinh lý đó mấy anh chị, thì chúng ta cũng có thể lồng ghép vào để tạo nên cái yếu tố thu hút cho video nhé. Rồi là thử thách, ví dụ như là thử thách 7 ngày cải thiện tiếng Anh cho trẻ, thử thách gì ta, sản phẩm gì nhỉ, mấy anh chị có thể gợi ý là về sản phẩm gì thì vẫn sẽ có những cái gợi ý cụ thể hơn cho những cái chủ đề ấy. Sản phẩm gì, thử thách 7 ngày thanh lọc cơ thể chẳng hạn, thì rất là nhiều cái chủ đề để cho chúng ta sử dụng nhé. Nhưng mà những cái thử thách này nó phải nghe nó phải gọi là hơi lố lố chút xíu thì người ta mới chú ý nhé. Cảm giác như không thể nhưng mà nó lại có thể. Rồi những cái tình huống hài hước, rửa khóc rửa cười. Tiếp theo đó là liên quan tới tiền bạc hay là cách kiếm tiền thì cũng được rất là nhiều người quan tâm. Hay là những cái tình huống, những cái câu nói mà xã hội lên án, đúng không? Hay là những cái liên quan tới tâm linh, hay là những cái bí ẩn và những câu chuyện phi thường. Những cái mà khi người ta xem người ta phải wow lên. Ôi tuyệt vời quá, hay quá, đẹp quá. Thì ở đây Tuấn có, tại vì cũng không có nhiều thời gian cho nên là Tuấn cũng chỉ gọi là thị phạm một cái sản phẩm NetGo này thôi, cho cả nhà tham khảo nhé. Ở đây chúng ta viết ra là sản phẩm của chúng ta là NetGo rồi, đúng không? Ống nghiến dinh dưỡng.
Thì cái bước đầu tiên chúng ta xác định khách hàng mục tiêu đi. Đầu tiên phải là mẹ bỉm, bố bỉm đúng không? Cả nhà. Rồi độ tuổi của họ là đâu đó. Nếu mà là mới là mẹ thì chúng ta sẽ đánh mạnh vào cái đối tượng là từ khoảng đâu đó là 20 cho tới 34 tuổi thôi. Nhỏ quá thì lại đang chưa có nhiều kinh nghiệm về nuôi con và cũng không có quan tâm nhiều tới những cái dinh dưỡng đúng không? Mà nếu mà lớn tuổi quá thì giống như là họ đã nuôi vài đứa rồi và rất khó để thay đổi cái thói quen đã cũ của họ. Như vậy là chúng ta sẽ chọn cái đối tượng là từ khoảng 20 cho tới 34 tuổi. Chọn thế này để làm gì? Để sau này ví dụ mình có đăng lên TikTok hay là Facebook Reel thì bây giờ nó cũng cho phép mình là quảng cáo luôn rồi. Thế thì khi chúng ta tạo lên một cái cam để quảng cáo thì chúng ta sẽ chọn cái độ tuổi cho nó phù hợp ấy. Nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi khách hàng chúng ta làm nghề gì? Ở đây thì có thể là mọi ngành nghề. Nhưng mà nó có một điều là cái dân trí có nghĩa là họ có tri thức chút xíu ấy, thì họ sẽ càng quan tâm tới những cái dinh dưỡng cho trẻ em. Còn với những Tuấn không phân biệt gì là thành thị hay là vùng cao, nhưng mà những nơi vùng cao ấy, thì thực sự là rất khó để họ có điều kiện cũng như là họ đủ hiểu biết để họ có thể là bỏ tiền ra mua những cái sản phẩm như là Netgo về để bổ sung dinh dưỡng cho con em mình đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ chọn nơi nào mà có dân trí cao chút xíu, thành thị chút xíu. Rồi, thói quen của họ là hay lên mạng để tìm hiểu về những cách nuôi dạy con hay là những cái dinh dưỡng cho con để thay đổi biếng ăn hay là chiều cao. Thì từ những cái này mình có thể là share bài vào những cái hội nhóm như vậy. Ok không ạ? Rồi họ hay lướt TikTok, Facebook trong những cái khung giờ mà con đang ngủ hoặc là đã đi học. Ở đây điểm G của chúng ta là gì? Họ thích nhìn những em bé bụ bẫm mà ăn ngoan. Rồi thích nhìn bé ngủ ngon chẳng hạn. Thích nhìn bé cao lớn thông minh. Thì từ những cái này chúng ta có thể đi tìm kiếm được cái nguyên liệu, những cái hình ảnh, những cái clip để chúng ta lồng ghép vào để gây thu hút đúng không? Rồi cái nguồn lực của chúng ta. Ok, cái này thì tự anh chị em đánh giá nhé. Để chúng ta sẽ có hướng chúng ta làm nên những cái clip phù hợp với cái nguồn lực của chúng ta nhất. Chúng ta sẽ đi xào nấu hay là chúng ta ekip một người thì chúng ta sẽ có thể là tự mình đóng hai vai. Hay là chúng ta sẽ lên làm cái clip chia sẻ giá trị thôi, thì không cần phải nhiều người ha. Rồi. Cái bước thiết lập nội dung này chúng ta chỉ cần biết ở trong đầu thôi, là chúng ta sẽ phân ra thành 3 giai đoạn như này ha. Rồi chúng ta sẽ tìm cái điểm T với khách hàng. Cái điểm đầu tiên ở đây là gì? Tại sao khách hàng phải dùng đúng không? Tại sao khách hàng phải dùng thì ở đây đó, cái thực trạng biếng ăn nó rất là phổ biến và các bé thường không tự chủ động ăn mà mải chơi dẫn đến thấp còi suy dinh dưỡng, ví dụ như vậy. Rồi tại sao phải mua của bạn? Thì ở đây chúng ta có những cái yếu tố như là hàng chính hãng này, đảm bảo chất lượng, được tư vấn tận tình trước, trong và sau khi sử dụng từ chuyên gia dinh dưỡng. Chúng ta đều là những cái chuyên gia hết. Khi mà bán cái sản phẩm Netgo này nó cực kỳ dễ để chúng ta tư vấn nhé. Rồi chương trình mua 5 tặng 1 chỉ trong hôm nay, nó là một cái kích thích để họ ra quyết định họ mua hàng. Rồi cái công thức để viết cái quảng cáo ở đây làm sao để chúng ta thu hút trong 3 đến 5 giây đầu thì chúng ta có những cái ví dụ như thế này thôi. Tuấn chỉ ví dụ cho mọi người dễ hiểu thôi nhé. Hành động mạnh, bạo lực, quát tháo thì ví dụ nhé. Chúng ta có một cái tình huống là một bà mẹ đang quát tháo con mình, ép ăn không được
Rồi sau đó thì một là cái hình ảnh bà mẹ đó vò đầu vất tai đúng không? Đó, đầu bù tóc rối lên vì đang bế tắc. Hay là ví dụ hành động gây hiểu lầm thì chúng ta có thể đưa lên một cái tình huống như là anh chồng đang mắng vợ đúng không? À, dạo này cho uống cái thuốc kích thích gì mà nó ăn như thánh gióng vậy em? À, mấy cái thuốc hóa học này đừng có cho uống vào người rồi sinh bệnh tật ra chẳng hạn như vậy. Thì những cái tình huống này nó gây tranh cãi đúng không anh chị? Nó gây hiểu lầm và gây tranh cãi. Nó sẽ tạo cái hiệu ứng tương tác lên cái video của mình rất là nhiều. Mặc dù là họ không quan tâm tới cái sản phẩm đi chăng nữa thì họ cũng sẽ vào bình luận vì một lý do là người Việt Nam mình nhiều khi thấy thấy chuyện bất bình là không thể nào mà đứng ngoài được đó. Mình phải vào mình nói một câu gì đó mới được để nêu lên cái ý kiến của mình. À, anh chồng anh nói đúng đấy. Hay là anh chồng như này là không được rồi, anh chồng chưa có hiểu cái gì hết. À, hay là mình vào mình comment là tôi đồng cảm với chị này, hay là giống trường hợp của mình quá chẳng hạn, thì nó gây lên cái hiệu ứng tương tác rất là nhiều và từ đó thì cái video của mình nó sẽ được đề xuất lên. Ok không ạ? Anh chị nào bận thì cứ rời nhóm nhé, mình còn chút xíu nữa thôi là mình hết cái nội dung rồi. Rồi ví dụ cái hành động gây khó hiểu thì chúng ta có thể gây nên tạo nên cái tình huống là một bà mẹ là đang giành lại giành nhau cái đồ ăn với con đúng không? Đầu tiên thì chúng ta có thể nghĩ rằng là bà mẹ này tham ăn, bà mẹ này không chịu nhường đồ ăn cho con. Thế nhưng mà khi xem tiếp theo thì chúng ta mới hiểu ra là không cho ăn nhiều quá, sợ con, tại vì là dùng cho dùng Nesgo rồi và con nó ăn không hãm được thì sợ nó bị béo phì thôi mà. À, được không? Thì một cái ví dụ như vậy. Hay là vui vẻ tích cực thì dễ thôi, là con những cái tình huống mà con đang đang ăn vui vẻ, chơi vui vẻ, nô đùa, ngủ sớm chẳng hạn, đó, ngủ ngoan, không quấy khóc, thì đó là những cái chúng ta nên đưa vào clip là nó sẽ tạo thu hút nhé. Còn về mặt hình ảnh thì rõ ràng rồi, như lúc nãy Tuấn có nói, những cái video mà nó hướng tới đối tượng là trẻ em, người xem hoặc là cái khách hàng là trẻ em thì chúng ta nên đưa những cái hình, những cái màu sắc này vào để nó sẽ thu hút hơn. Mà thực tế là cái hộp Netgo nó cũng có màu xanh sẵn rồi đúng không anh chị? Đó thì chúng ta có thể phối hợp những cái màu của cái sản phẩm vào trong cái clip nhìn nó sẽ đồng bộ hơn. Rồi, rất xấu rất đẹp. Ví dụ là đang bế con nhà mình, mà con nhà mình thì rất là bụ bẫm đáng yêu đúng không? Đang bế đi chơi dạo chơi thì bỗng dưng gặp một em bé, có thể là em bé này lang thang chẳng hạn. Rất là còi, rất là dơ dáy mà do là không được ba mẹ chăm sóc thì những cái video này nó sẽ gây động lòng, nó chạm tới cái nỗi lòng của rất là nhiều người. Nó gây cảm động ấy. Đấy. Thì nó cũng là một cái cách để chúng ta làm clip nhé. Ok không ạ? Rồi đánh trực tiếp vào nỗi đau của khách hàng. Cái cách này thì mọi người thường hay dùng. Ok, cái này thì nó cũng hai cái trường hợp này nó cũng khá là giống nhau, nhưng mà đại khái là đánh vào nỗi đau của khách hàng. Thì ví dụ như là đang đi đường mà gặp hai mẹ con nhà hàng xóm chơi với nhau đúng không? Nhìn thấy con nhà họ thì sao mà trộm vía thông minh cao lớn nhanh nhẹn như vậy. Tới khi về nhà nhìn con nhà mình thì như này như kia đúng không? Đó thì nó cũng là một cái đánh vào nỗi đau của khách hàng. Rồi, ví dụ như vậy thôi nhé. Còn những cái thì Tuấn cũng không có, nhưng ở đây thì phòng Zoom buổi sáng ngày hôm nay cũng không thể nào mà ngồi để cùng nghĩ với nhau những cái ý tưởng mới được. Thực ra là ý tưởng thì nó luôn luôn cần có thời gian đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ đi tiếp theo cái bước số 8 luôn, đó là tiêu chí về nguyên liệu. Thì ở đây á, ví dụ chúng ta muốn đi tìm kiếm nguyên liệu để chúng ta tạo ý tưởng đó, chúng ta đang bí ý tưởng, chúng ta có thể là dựa vào những cái tiêu chí này nhiều người gặp phải. Thì ở đây thì hơn 60% trẻ em ở Việt Nam là gặp tình trạng bướng ăn rồi. Thế thì
khi chúng ta đã xác định cái tiêu chí này, chúng ta hãy lên Facebook hay là lên TikTok, chúng ta tìm kiếm những cái video liên quan tới cái chủ đề là tình trạng biếng ăn ở trẻ em, thì nó sẽ ra hàng loạt những cái video để chúng ta sẽ tham khảo những cái tình huống mà họ đưa vào trong clip của họ nhé, để mình có thể lấy làm nguyên liệu. Hay là ví dụ về người nổi tiếng chẳng hạn, thì Sang Hưng nói một câu triết lý chẳng hạn, Tuấn còn nhớ một câu là cái ngu dốt lớn nhất của người đi kinh doanh ấy, là bán phá giá. Thế thì ở đây chúng ta có bán phá giá hay không? Chúng ta hãy trích dẫn cái câu nói của Sang Hưng đó, sau đó là mình sẽ nói lại. Khi em bán cái sản phẩm NetGo này thì nhiều người hỏi em là có giảm giá hay không, nhưng mà ở đây thì em xin nói với các mẹ rằng là em không có hạ giá, bởi vì cái giá trị nó quan trọng hơn giá cả anh chị ạ. Ở đây anh chị chỉ cần bỏ ra 10.000 cho con em mình thôi thì nó đã cải thiện miếng ăn và tương lai của nó sẽ thông minh cao lớn, thì nó cái giá của nó cực kỳ là xứng đáng. Còn nếu anh chị muốn mua rẻ thì chắc chắn là các anh chị sẽ có thể mua phải những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hay là hàng nó không không đúng với cái chất lượng mình mong đợi, đúng không? Đó thì cũng là một cách để mình làm video. Rồi, những cái tranh cãi, tình huống tranh cãi hay là bóc phốt chẳng hạn, thì giả sử là anh chồng đi cầm điện thoại vào, mình không xưng là chồng nhé, mình chỉ giống như là hàng xóm hay là đại khái là bạn bè chẳng hạn, mình cầm cái hộp NetGo vào và với cái bối cảnh là ví dụ như là chị Lâm chẳng hạn, chị Lâm người Zoom mất rồi, chị đang đóng hàng NetGo để gửi cho khách, thì có một người chạy vào cầm cái hộp NetGo và ném vào người này và nói là bà bán cái quần què gì mà quảng cáo rõ là hay mà con nhà tôi uống 3 ngày hôm nay rồi vẫn chưa thấy ăn khỏe là sao, đúng không? Đó, thì đó là một cái tình huống gây tranh cãi hay là mình bóc phốt nhau. Thế sau đó thì chúng ta mới có thể giải thích là con mà đã biếng ăn lâu ngày á, thì sẽ cần thời gian để cải thiện chẳng hạn, đúng không? Chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta giải thích trong video đó, làm sao để cho khách hàng mục tiêu chúng ta hài lòng về cái câu trả lời đó là được. Ok không ạ? Rồi chúng ta có thể lồng những cái nhạc đang xu hướng vào trong clip để chúng ta sẽ lợi dụng cái nhạc đó để chúng ta sẽ được đề xuất trên các cái nền tảng. Ha? Ví dụ là gần đây thì có những cái nhạc như là gì đó. Cái bài nhạc hôm trước Tuấn có hướng dẫn cho anh chị em đó nhỉ, bài Bật Tình Yêu Lên chẳng hạn. Tuấn cũng không biết nhiều đâu, nhưng mà đại khái là lên TikTok khi nào cũng thấy cái nhạc đó, cho nên mình biết là nó đang trend rồi đó. Hay là những cái drama chẳng hạn. Drama là những cái vụ bê bối á. Bê bối thì ví dụ như là gì ta? Diễn viên Ngọc Lan gần đây là có cái bóc phốt cái công ty bảo hiểm, đúng không? Thì công ty bảo hiểm thực tế nó chả liên quan gì tới cái sản phẩm của chúng ta hay là cái mô hình copy của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đưa cái sự việc đó ra và chúng ta sẽ lái về cái sản phẩm của mình bằng cách là em thì em thấy rằng là bảo hiểm nó rất là tốt đó anh chị. Thế nhưng mà trước khi mua bảo hiểm là em cứ phải bổ sung dinh dưỡng cho lại con em nó lớn nhanh, nó khỏe mạnh trước đã. Chứ bây giờ mà mình mua bảo hiểm cho nó xong mình để cho nó ốm yếu còi cọc thì mình mua bảo hiểm làm gì mấy anh chị, đúng không? Thì đó cũng là một cái để chúng ta có thể làm lên những cái clip. Hay là liên quan tới vấn đề nhạy cảm thì anh chồng chẳng hạn như là vào thủ thỉ với vợ: em ơi, có khi mình đẻ thêm đứa nữa đi. Ủa sao vậy, tự dưng đòi đẻ? Thì anh thấy con mình nó trộm vía quá, bụ bẫm mà thông minh, không biết em cho dùng cái gì hay là do gen của anh tốt mà anh thấy như này là anh muốn đẻ thêm rồi đấy, kiểu như vậy. Thì lúc đó chị vợ mới bảo là không phải đâu, do em cho con dùng NetGo đó ha. Thì nó cũng là một cái. Hay là thử thách,
thách giống như lúc nãy Tuấn có nói đó, thử thách cải thiện miếng ăn cho bé trong vòng 10 ngày, thì chúng ta sẽ quay lại cái quá trình mà chúng ta sẽ sử dụng cho bé đó. Và tới ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì bé đã cải thiện ra sao, chúng ta hãy đưa dẫn chứng vào nhé. Hay là hài hước, giữa khóc giữa cười, thì tình huống ví dụ là gì ta, hình ảnh hoặc là video bé bé ăn mà lấm lem dính cơm đầy mặt chẳng hạn, hay là ngủ mớ cũng đang ăn, thì cái này á các cái nguyên liệu đều có hết ở trên các cái nhóm ở nhà cung cấp Việt Bắc Nego á, thì mấy anh chị chúng ta hãy lên cái thư viện ấy, chúng ta hãy tải về và làm cái nguyên liệu làm video. Đây là ví dụ về sản phẩm Nego, còn với những sản phẩm khác thì cũng đều có những cái nguyên liệu liên quan nhé, nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng. Rồi liên quan tới tiền bạc thì chúng ta sẽ đặt nên những cái câu hỏi mà gây tranh cãi chẳng hạn. Tiền nhiều để làm gì mà không mua dinh dưỡng bổ sung cho con, để mai này nó lùn, vợ bỏ vợ chê chẳng hạn. Thì có phải là một cái câu nói khi mà bắt đầu clip của chúng ta như như thế này, nó sẽ gây tranh cãi rất là nhiều. Nó sẽ có lúc nào nó cũng có hai chiều xu hướng nhé, là mọi người sẽ vào comment đồng tình với chúng ta chẳng hạn, ok thì chị thì không phải nhiều tiền đâu nhưng mà chị luôn luôn ưu tiên là phải bổ sung cho con trước, hay là có những ý kiến họ sẽ nhảy vào họ phản đối. Bây giờ tiền mua gạo còn chả có nữa, là tiền mua mà ba cái dinh dưỡng mà không biết là nó có hiệu quả hay không, đúng không? Thế thì dù sao nó cũng gây tương tác, và cái video của chúng ta hút tương tác mà nó sẽ lên xu hướng rất là dễ dàng, cho dù là xu hướng tốt đồng tình hay là phản đối chúng ta đi chăng nữa, thì mấy cái này nó cũng rất là tốt để cho cái video chúng ta sẽ tiếp cận tới nhiều người hơn nhé. Hay là những cái mà xã hội lên án chẳng hạn, thì là kể ra một số trường hợp đẻ con ra mà không nuôi được chẳng hạn, là mình phải mang cho chùa rồi cho những cái gia đình khá giả, hay là không chịu bỏ tiền để bổ sung dinh dưỡng, hay là không chịu mua những đồ ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng để nấu cho con em mình ăn đó. Rồi chúng ta sẽ lồng ghép sản phẩm một cách khéo léo vào ha. Hay là liên quan tới tâm linh, thì mặc dù tâm linh bí ẩn nó chẳng liên quan gì tới cái sản phẩm Netgo, nhưng chúng ta vẫn có thể là lấy được vào vào cái video để chúng ta sẽ lái về cái sản phẩm của mình nhé. Ví dụ như thế này, Tuấn có thể là nghĩ ra cái tình huống là mời một chị là chị ơi chị mua Netgo đi về bổ sung cho con, chứ em thấy dạo này bé nó còi quá, nó hay ốm yếu nữa, hay ốm vặt nữa. Thế thì chị đó chị mới trả lời Tuấn như thế này: ôi trời, không ăn thua đâu em, chị đã đi xem bói rồi mà thấy ông thầy bói nói là con của chị nó biếng ăn, nó không phải là do là ăn uống đâu, mà nó là do không hợp tuổi với người yêu cũ của chị ấy. Tình huống này thì làm sao, nó thứ nhất là nó hài hước, thứ hai là nó gây tranh cãi đúng không, rất là nhiều người sẽ đổ xô nhau vào và comment: ủa người yêu cũ thì liên quan gì tới cái việc là con mình biếng ăn đâu chẳng hạn như vậy. Thì cái này xã hội ai cũng biết hết, nhưng mà mình cứ giả vờ ngu ngơ mình đưa vào video và để mình kéo tương tác anh chị, mình hút view, hút những cái comment, hay là họ thấy hay họ sẽ chia sẻ cho mình. Nó gần như là bất chấp, nhưng mà làm sao để cho cái video của mình nó tiếp cận tới càng nhiều người càng tốt, thì cái mục mình miễn sao mình đạt được cái mục đích thôi nha anh chị nhé, và mình không ảnh hưởng tới ai là được. Hay là những cái câu chuyện phi thường thì ở đây là ví dụ như là bé trai 3 tuổi mà nhân lúc mẹ không để ý tự mình ăn hết ba chén cơm, thì cái chuyện này nó không thường xuyên xảy ra trong cái xã hội, rất là hiếm có nhé. Nó là một trong những cái câu chuyện phi thường, thì chúng ta không cần phải là đưa lên nó ăn hết ba chén, mà chỉ cần đưa cái hình ảnh chén cơm lên, chén cơm nó đã ăn hết rồi lên là được ha. Ok rồi, cái cuối cùng ví dụ như là wow, thì là giống như là ví dụ một cái cặp song sinh, một cặp sinh ba ở người Trung Quốc mà các bạn đâu đó khoảng 5 6 tuổi đó, gần đây rất là nổi tiếng trên cái mạng xã hội, là các bạn nhảy nhót rồi là bế em đó.
thì chúng ta cũng có thể là đưa vào. À, tại sao sinh ba mà vẫn cao lớn, thông minh, khỏe mạnh như này? À, thì ở Trung Quốc là một đất nước rất là phát triển, cho nên là chắc chắn là họ sẽ có những cái dinh dưỡng để bổ sung cho con. Thì ở Việt Nam chúng ta hiện nay đã có một cái sản phẩm cực kỳ là tốt như thế này, tại sao ba mẹ lại không cho con mình sử dụng? Ok không? Mình có thể đề cập mình và đưa vấn đề ra như vậy. Rồi, đó là đã kết thúc cái diễn giải cũng như là cái demo, cái 8 cái bước để mình tạo ra một cái kịch bản thật là hay. Thì cũng mong là sau những cái kiến thức này thì anh chị em chúng ta cũng có thêm được những cái ý tưởng cũng như là những cái sườn để chúng ta tự nghĩ ra, hay là chúng ta đi tìm kiếm những cái nguyên liệu chúng ta làm video marketing cho bản thân chúng ta nhé. Rồi, thì buổi chia sẻ của Tuấn tới đây thôi. Cũng còn rất là ít anh chị em đang còn lại.